Vậy sao nè? Rồi bây giờ nó nằm ở trong hay nằm ở ngoài? Nó thấy trong ngày hai mã nó bò ra không á. Ngày đó luôn phải không? Ở chỗ nhà mấy trên cũng thấy luôn mà, thấy liên tục luôn mà. Dạ. Đi trong nhà đây tao cũng. Dạ dạ, để con chắc xe vô. Trời ơi. Nó biết trong nhà luôn mà. Nó mới. Này giờ còn có ba con nè. Này động heo lúa hoài nó dòm vô. Thôi kìa. 7 8 con mà giờ rồi đó này nó mê. Đó này nó mê. Đó đằng tướng này nó biết mặt rắn luôn rồi. Dạ. Cỡ này là bóng là lớn sắp vàng rồi chắc cú rồi. Dạ. Thì rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn. Chào cô chú cho anh em luôn. Thì hiện mấy cháu mình đang có mặt tại khu vực đây là thuộc của xã Bình Tân. Đây là của ấp Thuận Trị xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang của chú anh chị. Thì sáng chú Dương có chạy vô kêu mấy đứa cháu mình thấy con rắn hổ sáp nó bò trong cái mã này bò ra rồi vô rồi. Đang phát cỏ hả? Rồi sạch sẽ quá. Dạ. Thấy bò ra bò vô đâu chú? Ngay đây bò ra không? Không kiếm thử cái lùn này coi nguyên nó ở đây quá anh bà ơi. Cái này là cái màu nó cốt rồi nè. Dạ. Thấy ngay đây bò ra không rồi. Có nhà ông có thấy thường nhất đó. Sao bạn á? Nó kể á. Đang uống trà này nó nói gì? Bảo nó bắt cũng con đâu đây nè. Dạ mà anh bắt hổ giỡn đúng không? Hổ giỡn. Đã nó nói con rắn này móc móc nó đã nó biết hổ sáp luôn mà. Dạ. Nó sợ nghi vô trong cái mộ này nè. Nghe đây bò ra không đó. Mộ này lấy rồi đúng không? Lấy lâu rồi. Lấy rồi thì được. Lâu dữ rồi. Nó sợ giờ còn bọng nó sợ nằm tổng á, tính nó. Nó mới thấy này hai bữa là đang uống trà để nói thì dạ. Chạy vô kêu đang. Bây giờ làm đúa tống đâu. Dở cái miếng lên luôn. Này lấy rồi mà, gì đâu sợ. Tại mình ta chưa lấy mình còn dám động tới người ta lấy rồi. Ông Sáu nhà bên đây là thấy hoài luôn. Dạ. Yeah. Móc. Anh Tứ nó biết mặt rắn mà nó không sát chắc cứu rồi nó không xí á. Coi. Cú. Ôi coi. Cú hay ngửi được. Ê dạ. Không phải. Nhiều khi nó mưa tối đó nó bị trôi đất không có dấu con chừng nữa đó. Có cái gù này cao nè, có hang thôi nè. Phóng lúa rồi nè, cái nó vô nè. Vậy nào lỗ có đóng.
cùng quá trời luôn mà cao mười mẹo nè, trời giấu nè con chị bấm ghê chưa. Cù này cù gì vậy ta? Hả? Chắc ta móc đường mương lên coi. Mương đất. Cái giường bưởi này lúc trước mấy cháu bắt cũng được một con nằm mé rồi bên kia chú với anh chị. Nó con khách vàng. Nhưng mà nó không có bự. Là có ông anh ông đi chích cá ông bắt được một ông chích được một con dưới cái lồng đó đó. Con đó cả ký mấy á. Nằm dưới đường mương chích đập chích queo luôn. Trời nó quay nó tốt mẹ chứ. Nhanh đi ra, đào cái ra trước đi để ngồi ruộng. Cái phần này gặt lúa hết rồi nè, cũng trống trải. Nhét lại. Nó tung la lộn sao làm kịp. Đào đào đó đào vô luôn chú mày. Cái gù này là cái gù đất mình thải lên không chú? Chú này lâu trước rồi. Mà gù đất ha. Đất này nó đổ quá. Ờ à, đổ hả? Mình sợ là cái kia. Mình sợ cái kia chứ gì. Đâu có trời ơi đây, ok có đâu. Đất này xe đổ không đó. Hàng này giấu quá đất, trời đất luôn nè. Đào mã hả? Đâu có, đào lại đi. Này xe đổ mà. Hàng đi ra đó, cái hàng vô đây nè, giấu nè. Thấy dấu vẫn lạnh không? Thấy lạnh. Không còn con chuột không? Cái gù này không? Đúng rồi, cái gù này hồi đợt trước vô gù này có chuột nè. Ừ, còn có gãi là chuột nhóc. Dạ, mà giờ nãy vô là không thấy chuột mà hang dấu có đóng. Lý à, cao cao này nè. Chỉ phải mừng lúa rồi nè. Là thấy lúc đó là tối không? Đứng thấy nè. Chú thấy ạ? À? Ừ, chứ chú Dương đâu thấy, định hồi sáng trà nó mới nói. Mới thấy tối kia nè. Ta đầm hai bữa nữa. Mẹ nằm ngang đường. Vậy là đi ăn á. Ừ, mà ở đây cháu thấy đi dắt dần dần 6 giờ sao mấy thấy. Thấy đi ăn không á? Móc móc nó đen đen hay nó vàng? Chơi tới 7 8 giờ á chạy. Tính nó móc nó đen hay nó vàng? Xám 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 á. Xám xám hả? Tại dắt tối mà là mình đèn xe mình thấy. Chắc chắc vàng đó. Không, nó xám xám. Cái hổ vợ nó nằm ký ba, nằm cái đụng con gái mà chạy cán luôn, cái đụng ra tới nhà mà Dương la điện vô. Điện ra mà. Cũng còn nằm đó. Trời ơi, nó tới nó rồi đó. Đụng vô cái bắt ảnh trời quay tới bắt sống, để mà bằng đêm không nghỉ, đụng mà nói không may đâu đi con đêm ta. Bạn đâu đi con đêm. Kè quá kìa. Đụng má làm đồ ồ hoài ghét giật mình luôn giật. Giật đầu luôn. Ồ. Thì mình nghĩ gắn nó đi bằng ngày với làm gì đi bằng đêm. Dạ. Nó mà nằm giữa đường nha. Đứng ở trên này vợ nó còn cặp rắn lớn dữ trời lắm. Dạ. Trống lên. Đó nè. Đào cho bức luôn đi. Nhiều ngách đi thẳng luôn. Không thấy hoài nó. Nằm ngang dắt cái bờ tổ này mẹ kêu kìa nổi kiếm được cái cây rồi bò vô nút luôn. Cái mấy bữa nữa nè. 3 tuổi vậy. Cái thằng hậu sát này gì? Cái gì vậy? Ông gì con của cô ba của Minh chú Bảy Đời đó. Gái hả? À gái. Nó đâu có xịt. Chị sao hổm con hỏi ông nói ông xịt ông bắt mà nói gì ta? Lâu rồi đấy, lâu rồi. Đúng rồi anh gái đúng rồi. Tiện nói tiện nhưng quên tên. Ý
cái gồ này nó chỗ con nhum nó bươi không nè. Ừ, nó gài đi. Vì đó có con rắn hổ dạng lớn dữ lắm, độc da nữa mà. Rồi nó đi nữa mất. Không đi, xây biết tháng luôn. Đại giai bắt được nó bò cho bò ra không à, lấy bò ra không chứ. Ở bên trong đây bò ra quải không hả? Ở bản là bò ra kinh không à. Vô đây chứ nó nằm đầu ra không. Nằm đầu ra không, không thấy vô lần nào. Nằm đây rồi. Vậy là giờ đó đi ăn bắt đầu sáng nó về. Không thấy giấc tối á, sao dạ. 6 giờ đi đâu rồi 5 giờ chạy xe thấy. Thì nó chắc cứu nó. Này không khác. Tính biết mặt lắm. Bò. Nào mấy ký. Ghê vậy. Tại cái bờ tre đó nay đủ một thời xưa tới giờ. Trời ơi. Bà, bờ tre đâu có đào được. Bờ tre phải kiếm cu be. Đeo cặp á, tại vì em vợ nó nuôi vịt á, ý nuôi gà con á, chạy á, để mẹ ra đeo cặp quấn rồi nó thấy chạy chết được nổi. Ban ngày hả? Ừ. Ban ngày chứ không dọn á chú. Bự lắm đó, nó đúng rồi. Tùm giò mình đi một con á. Trời chú thấy dấu à, mấy anh chỉ chú đó. Có đó. Ừ, dấu rồi. Dấu hàng kỳ trước á, dấu lần trước bắt hẳn. Nó hấp được cho khỏe, khỏi sợ. Ừ. Trời lúc này mừng gửi mừng đêm không. Dạ. Yeah. Thì nó chiếu chiều thì uống nước trà đó ra đó, lẽ đi xe, đi bò, đi ướt. Đơn như. Bắt thì khỏi coi xấu. Chú còn chủ chí con chỉ chú cái kiếm cái số điện thoại của con, tại vì con ít khi nào con bỏ trên màn hình lắm. Nhiều khi đi quay về là người ta điện mình không bắt máy được cũng ngại. Ừ. Điện phiền nữa. Rồi bình bình. Nằm luôn đây. Lú đầu luôn hả chú? Lú người hai nhát thuyền nữa. Bóc cái dấu là còi chú mày. Mày ước là dấu tính giải luôn như đợt kia đây. Nói dấu rồi rồi dấu nè. Yeah. Chính xác ghê không? Ngẫu tổng chứ đâu. Cắt đằng kia. Bắt lúc đằng kia rồi, đằng ngay chú người đang đào á. Người đang đào luôn cơ. Người làm con ngay chỗ cũ nó đi. Không, tại ngay chỗ đó hang, tại lúc đó mình còn rúa á. Mình dám đi. Chút xíu ban đâu rồi, cặp mé. Ôi, vừa có lỗ đi nè. Hai nhát, bên đây nhát, đây. Đúng rồi, chú nhìn xét của anh, chú coi cái lỗ đi kìa. Toàn vô luôn nè. Bất tin luôn. Vui á. Rồi xém dục điện thoại luôn à. Ừ. Này, đúng lỏng nè. Hàng đi thấy ghê chưa? Đó còn đường đi anh Bảy. Hàng đi từ lúc ở đây mình đi lên trái trên đó luôn. Có mấy hàng chị bắt đầu 5-6 thước. Hàng này nãy giờ chú tính là mấy thước rồi? Ừ. Hàng này phải 2 thước mấy rồi đó. Tụi tôi hồi đó là nguyên cái xóm này luôn mà gặp rắn là chạy tôi bắt không à. Tự nhiên tôi không bắt nữa. Nhờ hết dám bắt. Ừ. Ủa cái hang nó bự. Rắn bán có tiền lắm chứ không? Đúng rồi, lúc đó không giận có tiền. Không biết gì con nữa. Nó có cây chỗ lên được quá. Rồi đi giấu nè. Ở sống bắt rồi. Ừ. Đẻ gà tôi. Thôi được. Mới được. Chú gặp hoài, chú gặp bao nhiêu lần này chú Tấn? Ba bốn lần này khá lắm. Không gặp gì không dấu này còn mới lắm, chưa có dấu đít bấm một lỗ nào luôn nè. Không. Không. Chỗ nào anh kia chú nó bồ anh kia luôn. Dấu này mới lắm. Đó. Đấy không? Lúc mà không bắt rồi là không thấy rắn đó. Sợ nằm trong đây lúc đó còn lúa mà. Lúa mà đi lúc rắn này họ mới có lúa mới phóng đây họ gặp trước còn lúa mà còn lúa vậy mới phóng đây vậy là nó anh con rắn này nó ít đi ra ruộng nó đi ngược chu kinh luôn à mới bữa kia tối hôm qua tối hôm kia ra đầm hải bỏ hả anh đại
Hả? Tung bó hả? Ờ. Để chút xíu lắp lại chú. Chút xíu lắp lại cho. Chút xíu lắp lại. Tối hôm kia gặp nè, sáng giờ chạy ra đầm hải rồi coi giùm nó ra gặp nữa. Ê ê. Cái gì phải không? Ờ, có lý ạ. Đâu ơi? Mắt cha. Nó kìa, nó kìa, ơi, bơi ơi, đây nè, đó, bơi ơi, phải phải chung, còn phải đúng không? Nó đen đen sầm sầm nè, có màu đó đó mà, cái màu mà, nè, ai nữa, cái đấy luôn, đá dấu mới cực kỳ luôn mà, rồi, ừ, chạy, ký khỏe hả? Thì mày đoán ký đó mày, ừ. Ngon. Quá mừng. Má khỏe rồi. Trời ơi, đụng quá tôi mừng bởi bằng đêm luôn. Đêm mà tôi tại bằng ngày mình cắt trái đâu mình không thấy. Ôi má ơi. Thấy rồi, thấy rồi. Đại chú Bảy thọc thọc cái dao xuống nè, tôi con thấy nó bóng bóng nè. Nó bóng tiêu rồi. Đó, tính bóng màu bóng bóng rồi nó rồi. Không như nào chạy đường nào. Ủa. Nó nè. Có đèn đèn nè. Con này về da bò. Nó nằm nè, nó nằm nè. Thì móc móc da bò đó mà. Này da bò. Ghê không thằng? Con chưa biết. Nó bậy. Nó bậy dân mạng phải chửi chết hả? À? Mấy cái hàng đằng kia nãy cũng giống mặt trời đắng. Đào xong chưa? Ừ. Bà thấy ghê mà. Ủa sáng thì chạy vô đằng đằng chưa dậy mà. Trời ơi. Đóng rồi. Ủa sáng cái móc quá. Ui, coi chừng hai cô vậy nằm nhiều quá hả? Cặp luôn đi. Đó luôn. Ủa bự mà, đáng này ký dư sức. Ký à? Ừ, bự hơn ngắn hả anh? Bự hơn ngắn hả bác á? Ngắn này ký thủ. Rồi. Cái đầu nó đó, cái đường trên là cái đầu nó trời ơi, cái đầu nó này, cái đầu bự vậy. Cái đó ngoài đó. Trời ơi, hổng bắt con kiếm rồi anh hổng. Con này chào bá luôn chú ơi. Trời ơi, gắn cờ. Con này bự lắm. Trời ơi, gắn này kiếm mấy. Ngoài đấy, ngoài lối đó, tướng thấy mà bông bông chính xác luôn con. Ui, ui, ui. Không phải này, không thấy không phải này. Lao mà trống đi chú bà. Đi ra, đi tới luôn, tới luôn. Đây là còn con nữa đó, không phải này. Con cặp luôn rồi. Nghe tới luôn kìa. Đi à, nào đó đi. Người nó khè. Trời ơi. Hơn ký rồi, con này hơn ký rồi. Không, nó lắm phải con này. Con này bự lắm. Con hơn này. Trời ơi. Con này chắc rắn được quá, bắp đuôi. Ê, từ từ. Ê, làm gì kìa. Giờ cho. Con trên mặt ta. Trời ơi. Cái rắn này ghê không? Con kiếm đâu chả nào ta. Hả? Con kiếm đâu vô. Con này đu cột. Trời ơi. Ơ con rắn kỳ trước bắt cũng màu này luôn nè ta. Anh bà kia nó vàng hơn. Vàng hơn không? Trời ơi. Nó tát nó ta ra bung bung đây. Nó tát nó luôn. Bằng điên. Dạ. Tát bung đi. Hàng gì thấy đây. Ít vậy. Ít hết luôn còn gì nữa anh. Coi dành nó bằng đạo thì hết không? Trời ơi. Con rắn này một ký mấy á. Rắn này ký mấy? Con rắn này còn ký 2, ký 3. Rắn đâu? Không thấy nó không chạy. Rắn này khỏe này. Để gà rồi đó. Giữ đi ghê. Chết luôn. Cái lúc này là lúa rồi, vậy là nó vô. Đây còn hai chuột nè, bữa bắt nó kia là hôm nay còn hai chuột. Bắt đầu chặt á. Rắn này chứ mấy á, đã chứ 2 chứ 3. Con đúng rồi, con này bự, con này. Quang mập lúc à. Ủa hôm nay chắc cũng quất người mấy gà con hả? Ở đây là gà con nó mê lắm. Ừ. Hôm nay anh biết cái này gà này sao con. Lại đây chú bạn. Đi hôm nay là gà con nó ba à. Để cần thử rồi, con này bự lắm nè. Ba mẹ luôn. Mấy mẹ. Ôi nó bự nè. Cái thằng rắn kia tao thấy đuôi nhọn chứ không phải đuôi này. Vậy? Ôi coi chừng ke còn nữa không? Coi chừng bắt cặp nè. Phan phan để bỏ vô đi, bỏ vô đi, bỏ vô đi. Lấy cái túi vô coi. Bỏ vô đi. Bỏ vô đi. Con kia đuôi nhọn quá à. Con này rắn đực em đợi. Có túi nó bự nè. Con ra tao thấy mà Dương đuôi nhọn quá à. Trời ơi. Con lùn con nữa sao? Còn con nữa, con này đâu phải đâu. Còn con nữa đó. Bây giờ mày ơi. Thấy hoài. Đào con chưa anh mày? Chưa. Ờ tướng nhìn tướng này có nó cũng đó. Thấy hoài tôi biết. Rồi cái ba lô. Tiền rách dữ. Ủa cái ba lô này mới tặng đây mà mới này xài kéo quá kéo. Quá kéo. Kéo liên tục mà bỏ rắn liên tục. Không tin luôn rồi. Ê, hey, sao cái túi này giục đây chứ vậy? Cái túi này mà giục đây hoài nó chết luôn á. Yêu luôn. À giờ mà còn Phan để con cần cái túi coi nhiều. Ê, ghê chưa? Quỷ này nó tiến cái rồi luôn, giục. Trời ơi. Quỷ này mần lúa vậy nè, anh hay lắm, anh luôn hay lắm. Nãy cái hàng đó không còn dấu bịch trời đâu. Nó này ngắn quá. Con này nãy dấu nó mới lạnh. Không có hổ sáp nó đâu có dài dữ đâu chứ. Thấy còn những cái á thì nước mấy rồi là chuột ghê. Có nó về là nó quằn hết à. Nếu không có nó là cái chuột nó mồi hàng. Dạ. Em đào chút cái này khu này đang chát dữ là ghê ta. Bị tiền hay gì. Cái hàng đi nóng lạnh luôn.
nó đi từ cái mí trên nó đi xuống mấy mét rồi dòng xuống mương rồi đi ngược ta tải qua bên đó thì đó cái mương này còn hàng chục cống bãi đợt đó đợt đó nó mình vô đào đâu có đâu. Ôi ôi ám vô đào không có hang này hả? Bắt thằng đó bắt kia bắt kia còn ký rồi thứ hai thứ ba con này phải thứ hai đổ lên á coi bự lắm là lên mình đó lên thì chắc rồi ôi ơi đã không con kia đuôi nhọn chứ không phải đuôi tròn vậy vậy là con kia con cái chú gặp con cái á đó đó tại thấy xíu từ thùng biết luôn ờ nó ngậm gần nọc ra rồi cái nọc không ba thấy chạy chứ con này hai con luôn đi con này thì chạy một chạy hai thì đập nó thôi chứ bao nhiêu tính nhiêu nè những gà sáng vẫn còn những gà cái hai đúng luôn những gà này cái hai đúng luôn từ bọc rồi được cái hai hả ừ từ bọc rồi luôn á đây nằm ở đây đập con nữa coi lấy cái dấu ra nó mới tin luôn á con kia đuôi nhọn hả con tôi thấy thường là đuôi nhọn không có thấy này này mà nằm rắn dây con kia nó hình như nó hơi vàng hơn tí hơi vàng hơn đúng không ừ. Hơi vàng hơn thì chút khi kiếm nó tiếp lắc đầu hơn anh ba vàng gần gần nhưng mà ráo ráo rồi đó ừ. À vậy sắp vàng á sắp vàng á con này vàng da bò à không chưa thấy này này chưa thấy này, này chưa thấy này có chưa thấy là ngày chết hoàng này bị bắt hoàng nó có chừng cặp nó đó chứ chừng cặp á đứt ghe không á coi rồi kìa dốc nè nó còn đó mà nãy nó con này nó không biết chưa đó chờ con nằm trống nơi sao chú cất sang lọ hồi nãy nguyên cái vạt đó giấu nó đi đường ở trong đó rồi lại tới góc đó mới thấy cái hang giấu nhiều mới đào vô trong đó một hang tẻ xuống đường mương còn nữa mình phải là cùng luôn chứ cùng luôn ta con kia nằm đâu ta thôi rồi giấu cả luôn cùng luôn à vậy đây chú mời thằng kia lấy cái hang còn giấu cái hang kia giấu mịt trời còn giấu là lắp còn hy vọng á lắp này lại lên kia bắt tiếp cái gù này lúc trước đi ra là chuột cống nhum còn không à nó đâu nhung. Nó đâu có thấy đâu chỉ ngày lại là không có chuột luôn dạ để lắp lại mấy em cháu mình đi qua mấy em kia tiếp cô chú anh chị ngày đó nước đêm mưa gặp đường là dính liền rồi ấy ngon dưỡng đi kiếm này ngộ lắm cái người nào thấy gặp đầu gặp nó là gặp hoài à còn có bữa người gặp người tới quất à sáng uống trà nói mà vương nói thôi để chạy vô kêu tân vô kêu nó tính kêu nó không có lên tiếng mà kêu riết á chứ thấy mở cửa mười sao kỳ ta hồi đó giờ biết nhàn tân con chết nè đâu biết không thấy đứng ngay đó bữa mà hồi có đi chiến không á chắc như nghi rồi chạy vô biết nữa biết nhà thiệt luôn á dạ nghi bữa đó nghi đúng rồi nó ký ba là nó cao lắm nó 1m7 mà rắn kia đuôi nhọn quá hả đang ngồi chú tính dạng rắn kia mà cái đuôi nó dài không nó thon mà nó dài thon hả kì vậy mà nó kiểu nó rút từ chứ không phải nó bò như mấy rắn kia chú Tải không có hiểu vậy con đó là màu sáp là chắc là biết rắn mà kiểu nó màu nó hơi vàng hơn con này chứ không phải nó màu cái hang này giấu dữ dằn luôn mà cái hang này nó đi đập ghê luôn nè ấy bắt cái có cái đường nước đây ngang qua giờ là dòm thấy tấm lỏng mà tự nhiên có hang giữa đâm ngang vô rồi coi chừng lụm nữa nè lụm con nữa đi cho cũ á nó đi chọc chọc nó mấy cái này không được chứ là cái hốc sáp hoài thôi không khu mình ra rần rần luôn á ôi bây giờ chỉ gặp thôi là đẻ một năm nó đẻ một cái là biết nhiêu con giấu rồi rồi này không bóng nặng nặng dưỡng lọt sao này dấu cũ rồi hai cái đường mương nó động nó bọc này. Có đáng đẳng nãy mình đạo rút vô đó mà kêu đựng mới nó nằm đó là dấu nó mới không có dấu quẹt luôn này có dấu nè có dấu nhưng mà dấu nó hơi bị cũ nè đứt bấm á dấu đâu bằng dấu kia đâu
nhờ đào nhờ dưỡng lọt thôi chứ. Còn kỳ đó đừng chó bị mất đâu ngoài đây nữa nè. Cũng vô cổng vô tới lậu sáng luôn mừng. Sáng luôn. Hèn có răng. Đây đợt anh Mười bị nạn giờ coi ở bên đúp đúp á, bây giờ nó cũng quay anh lia lịa luôn á. Thấy cái đó là những anh em đầu lấy cái video của con này, đăng chứ con đâu có làm mấy cái đó. Đăng thôi kệ đi, ai lấy được lấy. Lấy giữ cắm giữ. Nói chi đâu cực mất công, lấy được lấy. Giờ chú mời chung cái đầu tước á. Chung đầu á. Chung cái đầu lọt dưới nha. À, chú mời đi đi con chút xíu có đi đi. Ba người luôn có chừng hai con phải. Bữa rồi coi clip rồi bể bụng lên bay chục. Bay chụp rắn mà cái áo vậy bà đâm lủng lụng luôn chứ có ghê vậy. Đó ở trên Long Bình. Phải không? Bay được chụp rắn sao được. Lủng bụng luôn. Cái cây đó nó lú luôn. Lủng bụng. Lủng bụng luôn. Ba cái hang là có dấu gì vậy anh Bảy, nằm ăn đám vậy. Cạnh bên cái hang này. Bác con rắn mình đứng trên đứng lòng coi. Này chết quang. Chết quang à. Cái cho nó nè. Mấy này là ngon rồi, hỏi chứ vòng vòng đây có rùa này cao con chết mẹ luôn. Mà thứ quỷ này nhiều khi nó đi ăn cái đụng cái hang ngon vô giết chuột là cướp nhà. Nằm luôn à. Đồ đời vậy chứ. Còn cái đợt nào mà bắt cái ngay cái gò bà đó rắn gì tụi rắn ổ luôn á Tân. Trời ơi rắn gì sáp ra bự bự á. Chuyển phước. Còn mấy con nữa á. Còn mấy con nữa chưa bắt được á. Lớp nào da lọt rồi lớp nào đường lết gì nó ghê á. Gò đó rắn hết hồn gì chứ. Đợt đó đi xuống đầu tiên đi vô bắt rắn bà là bà la bà không cho chặt hương cỏ. Cái ba bà hỏi mấy chú làm vậy nó đi đào rắn. Ờ mấy chú đào mới đào luôn đi quặng cỏ đại đi. Cứ thì sợ á. Đợt đó tôi con bắt là ở đó là 3 con trứng 5 con rồi sau này xuống bắt mấy con nữa luôn. Dạ mình bữa nào mệt quá đào lạc cắt qua bữa sau xuống bắt ta cũng ở với Thiện Phước luôn. Đào lạc cắt luôn đào rắn không có rồi qua bữa sau xuống đào nó không đi ăn rồi nè. Đây đây chưa thêm nữa hả? Bán vốn tìm dầu và bán vốn gọi là trời không bị tình trạng nó nhiều lắm à. Nghe bình bự bình mấy lít rắn bình nóng ấy rắn bình nhỏ rồi nè con giết cha vậy mẹ nó bỏ đâu cái chai á. Chị tính ra rồi khách quý mà mới đem đó ra rồi mẹ tính ra khách quý kiểu đó chết luôn. Đâu biết, nói chung không ai biết luôn nữa. Chỉ cần là bắt con rắn la mới biết nó bằng mũ thôi. Không biết đăng nhách rồi đem ra bằng mũ. Cứ hết rượu cái đổ vô. Hết rượu đổ vô. Uống khen ngon nữa, gắt như. Đem ra tiêu dầu thì nó vốn luôn. Dạ. Thứ ta, ghê quá. Đánh giò chứ. Nói dấu không? Dấu cũ. Kỳ. Vị gái này là người làm lúa là chắc lỗ quá. Gì đâu cầm muốn được mấy hả? Cái chạy con vé đây chạy con vé khác luôn. Chuyện lần này chắc chết quá. Bữa này giờ con cây con cắt con trái là thấy kín được 200 kg. Dạ. Quá trời cây mà. Ở chơi
Ủa lái vô cắt hả chú? Ờ lái cắt không. Chứ mình đâu có cắt hả? Mình cắt phụ nó rồi vô nó lái. Dạ. Yeah. Bữa mà có giá mà. Bán vô tại đường mà bán vô hai chục ngàn. Dạ. Ủa này cam cam hay quýt? Trái nào bóng bóng quýt. Có trái vàng nè. Tỷ bà nó trái quýt này nó ngọt thấy ghê luôn hả? Tự nhiên cái xì nè nè. Đó thấy hư. Tự nhiên cái thấy nó xì cái quýt đê bê vô vợ chua muốn chết luôn. Chua. Ừ. Kì vậy? Ừ nè, ăn thử coi. Ăn thử biết. Vợ chua. Ừ, nó thơm. Hổng nó ngọt ngay luôn á. Thì mưa cho năm trước mình cứu nó nè, mình quất thằng DB vô cho nó cú cát rồi. Ở trái này chín rồi. Trái này hơi ấy nè. Ủa nó chín. Trái này chín rồi đúng rồi. Này nở bạn còn vô. Trái nó chua. Hổng lấy chốt con già tầm tháng 2 đó. Đặt nó bộ với lấy cốt luôn 25 triệu á. Dạ. Có hành đó. Ủa thì nó có ở mấy điểm đó các bạn. Chắc là muốn dừng với hành. Hử? Có dấu mà. Có hành đấy. Dấu bò thẳng không? Có hành bò thẳng. Có dấu mà vậy? Chưa lét phải không ta? Chưa ăn. Nè chú bảy. Có dấu trong giỡn cái miếng này lên đã nó ghê luôn, có bụng nóng luôn. Rồi dấu đó. Không. Nè làm miếng đi. Dày quá. Tiêu ta. Tin. Mới tin không? Mới tin. Cá. Ừ. Dữ lắm phải không? Không mươi. Đã nói rồi mà. Trời. Nước dữ không à? Quýt mà chua. Dữ nó ngọt cũng ghép luôn á. Bự bỏ đi rồi nhưng mà chua. Ừ. Ừ, như ấy ba cái đường điển này về đãi hộp phụ lên tùm lum. Chạy múc lấy bông ăn luôn. Chua. Ăn nổi. Ừ. Lắm. Về nặng nước rồi. Nước uống. Ừ. Có dấu thấy. Nhầm vòng đóng. Còn tới rồi. Dạ. Tính rồi. Một em. Dạ sáng bắt em này nữa nè. Sáng em này nữa nè. Các em tính nằm đây quá tính ơi. Có. Lớp pin nè. Em ba nếu mà ba không được mốt con đem tay lưới vô cho Giang. Giang cặp cặp. Hôm nay tao thấy đủ có lưới tao Giang cặp đó là dính vài bữa dính à ra. Giang có đầu kêu ra bắt. Ở nhà còn tay lưới nhà. Không bắt đập ăn thịt luôn chứ đâu. Giang dính à. Gì vậy? Nằm đóng có đâu. Đồ dấu gì vậy? Nè. Vừa. Nó nằm trong đây nè. Mượn mộc cái bá tay cho nó coi cái bá tay. Đây hả? Nó mang chút xíu đi. Con này có độc nguy hiểm lắm. Sáp hai phân hạnh. Trời ơi. Con nó nằm đóng. Nè. Phân sáp. Trời ơi, phân sáp rồi. Nói không? Coi chừng nó nằm đây nè chú ơi. Chừng nằm đó đó. Thôi đụ né ra cái đây. Chú Bùi đâu bắt ta. Đâu nó chạy đâu mà. Rồi nó nằm đây nè, cái này chừng ký lô mà. Vô chút phân nữa. Chọn đại cho sạch nó ra, từ từ bắt nó phải ăn. Dầm dầm vào bên bánh chú Tấn. Chú Tấn. Đâu có chúng ta này mới lúc đây đâu dùng vô được. Chú mé mình đào chứ dầm dầm mé bên đó. Đây mà. Không vô đây đâu. Thấy chạy ra lấy vò đạp lại chú Tấn. Này nó chạy rồi đạp. Đồ bậy không. Lại kêu. Không có hành đâu đạp được. Bóng luôn ghê không? Đông luôn hả? Chưa còn đi tới mà. Đi tới. Chín nó chứ.
trời. Mấy cái điểm này cũng dễ nằm ngon đây chứ. Ngon chứ. Rất nguy hiểm à. Trong chuồng gà chú có hang có bọng không? Không, đi mang cái nền thấp xuống. Đi mang. À, là mất hết 7 con gà. Mấy con à, 6 7 con rồi. Bầy nào cũng có bị mất á. Bầy đó 6 con mà giờ còn 3 đó. Mà không phải chuột đúng không? Không đâu, không có chuột. Lên đào xong cái chỗ này hả mưa ông ơi. Cũ luôn người ta. Mấy cái đây còn giống mới mà nó giấu cũ rồi nè. Có hàng anh bảy. Cái tủ hàng đó. Ba bọn. Ừ, chỗ gà ăn sung lắm á. Không, mình có đó. Bữa sáng cái cỏ đây nè. Mới vừa ra, mới vừa cắt 2-3 cái cỏ ra. Kẹt 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 kẹt, đủ 3 lần lần. Giọt. Đâu biết nhà tăng đâu rồi, vô nói thôi. Rồi nó nói người tăng bữa cái chưa về lộn em. Tầm lên. Rồi luôn. Trời ơi, giống. Nói gì gần luôn. Không mở ta. Ghê luôn. Luồn hay lắm. Đây thì nó khúc này nó bỗng chà quá ngay. Đúng rồi. Nãy quên coi đóng phân nó có lông gà của chú không? Nghĩ này ăn nè chứ kia đâu ăn. Cái tuồng bản không tính. Để con quần hết đây không có rồi, để con về dưới con về quải con ấy tay lưới đem vô. Tay lưới hổm chú Bảy để ngoài sau đúng không? Bỏ rồi chú Văn thử rồi chú bắt nè. Nếu mà Văn không dính là con bắt rồi đó. Văn dính là còn đó. Nắng gặp tường giờ anh biết luôn. Tôi cái chuyện gặp ông. Về sáng nó nhịn kịp. Thấy đó không. Không khúc ngoài đó tôi không thấy. Khúc trong đó tôi không thấy. Ở dưới đi lên. Tại ngay chỗ đó nãy kiếm đâu có hang đâu. Có cái lỗ đó nó đi có sâu lỗ. Dưới này bỏ đâu hả? Cùng. Cùng. Thấy ngay cái máy đó, có lần thấy ngay cái máy đó. Coi chừng có miếng chai nha anh em ơi, có miếng chai. Sống được. Cái này dọn con đây chạy ra ngoài kinh rồi bó tay luôn. Nhọn để chạy lên mấy anh kia là sao bắt. Rồi xuống kinh là kể như xong. Quỷ này cướp dai ác à. Mà tu mình đây như ấy là lâu dữ rồi không thấy hoa hành nào luôn nữa. Nào đó ngày 7 đâu có hả? Ừ, không có. Không có. Dán luôn. Đóng đi. Không.
là đây. Là đây. Ghê lắm. Đi đi chỗ mày. Đúng mẹ. Đi vô. Đi quay lại tư. Vậy mà thứ hai á giờ không bự luôn mà thứ hai ra dữ ta. Không, cái bự mình bự vô cái lúc mà nó phù ra giọt bự thấy ghê, còn lúc mà ấy nó tóp lại giọt. Cái đâu mày? Thấy ghê không? Thấy nặng ghê không? Ôi, chọn mày. Quay quay em, quay lại đi. Trời, làm cái hi một cái. Lúc đầu bỏ nó chạy chưa? Đánh gì ở đây đằng này không thấy không ai này. Đi đi. Mẹ mày. Nó coi chứ dễ vậy nó dám vô. Cái mùi buông ra đi. Dễ đóng ngực luôn. Giả đồ xỉu. Ngon không? Đây nè em. Kiếm đường à, kiếm đường. Thôi được rồi, xử lại đi. Dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi. Như cà phê rồi. Tính rồi, bắt rắn có cây vậy nó an toàn hơn. Cây này nó an toàn hơn. Hơn cái giá đó. Nhiều khi nó nhuột. Cái giá nhiều khi nó nhuột. Điền ở đây có rắn bự rồi. À, thứ nó độc ghê. Ghê lại đây biểu. Mày khỏe rồi đó. Thường dám đồ hai chó con tám nó thường nó tổ điên nhiều là dám đồ anh có thủ với anh này dữ lắm nè. Thấy ghê mày ơi. Dạ. Dạ rồi. Điểm nào nữa? Bây giờ tại mưa tới rồi nè. Mưa tới. Để con chạy xuống vòng vòng dưới khu kia. Nãy chú không hỏi nó mày có ăn gà tao không? Người ta lại ừ. Nó ấy không. Anh chừng chú Dương cũng có kêu mấy đứa cháu mình ra. Bắt được con rắn hổ sáp ký 2 của chú anh chị. Này da bò. Không có mưa thì chở về xuống dưới kia còn chú mua chút giông luôn. Trời này đang thụi lùi tên kia rồi coi. Hồi sáng cũng được cái clip rồi. Dạ không được cái clip được con rắn rồi. Cho bà con anh em bác rồi coi vậy luôn. Chứ vậy chứ nhiều khi mấy bữa bị nghỉ rồi mưa rồi bác không có đâu có coi. Không không được anh đi đại nhà đi. Không không mấy bữa đi tức lớp. Ừ, thấy bác không có rồi. Không có đăng luôn. Mình coi theo từ tập nó làm sao gián đoạn mấy ngày. Rồi bây giờ mấy cháu mình chắc cũng xin phép kết thúc hoàn thành ở đây. Tại rắn nãy mấy anh cho anh coi mấy cháu mới bắt tay cho coi thì thành quả thì cũng được một con cô chú anh chị. Để cháu mình coi tình hình chạ bọc dưới kia rồi coi tình hình có mưa không thì đi tiếp, không mưa thì về luôn. Thì mình xin phép kết thúc của hành trình này đây. Hẹn cô chú anh chị clip tiếp theo nha. Rồi chú Bảy chú Mười ơi. Chú Dương ơi, chào anh em tới chú Dương ơi. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chào tất cả các chú anh chị luôn nha. Làm nó như...